Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Thì hôm nay hai chị em mua xúc xích nè với chả cá với bò viên. Thì hôm nay hai chị em mình sẽ đem qua ngoài đường lộ bán xiên que nha. Cái món này mấy em nhỏ rất là thích luôn á. Có chả ốc nữa. Chả ốc. Rồi chả tôm. Chả bò. Với xúc xích. Dạ, xúc xích chứ. Hôm nay thì hai chị em đem ra ngoài đường lộ bán nha, cho mấy em nhỏ nè. Mới đem ra mà mấy em nhỏ chạy ríu rít lại rồi. Gặp cái món này thích lắm. Chả tôm chín rồi nè. Hôm nay hai chị em mình thử bán xiên que ăn. Em ngồi. Em ăn gì à? Không. Mấy em ăn gì? Chị để vô chiên nè. Em ăn xúc xích hả? Nhà này dầu nó sôi nè, mình thả vô nhiều. Ăn gì em? Hai cây xúc xích không? Dạ. Xúc xích thì chị bán 5.000 một cây, còn mấy cái xiên que này thì 2.000 một cây hết. Chỉ một cây xúc xích. Rồi với gì? Với 2 cây 2.000. Với 2 cây 2.000 không? Cây gì em? Cái này là chả bò nè, chả tôm với chả ốc. Em ăn cái nào? Cái này là xiên que tự chả chọn bò hả? Thích ăn cái gì? Chả bò với gì? Hai chả bò luôn ha. Chiên lựa cái đó. Rồi. Chính là chị gấp để qua đây. Viên cây xúc xích cho em. Cái này xiên que. Dạ, cây xúc xích cho nghe nữa ha ta. Dạ. Chiên cái nó phì lên. Nó bự. 9.000 chị. Dạ. Để xúc xích vô thêm thôi. Em 9.000 á. Đợi chị xíu nha. Để xíu đi quên, để chị để nha. Xúc xích ngon không quên đó, giật luôn đó. Thứ cái là nhiêu ạ, nhiêu tiền ạ? 2.000. Xiên que 2.000 cây, còn xúc xích thì 5.000. 6 dư 5 là 11, 11.000. Dạ 11.000 ạ. Cái này là mỗi thứ một cây vậy nè. Dạ. Đây còn thêm cây xúc xích nữa có nhìn cái nữa. Cho nó dạng xíu nữa nó mới ngon. Dạ xịt ngay gốc này luôn nha. Dạ. Xịt tương ớt với đèn. Ăn không? Ăn tương không? Không hả? Không, có một miếng là tí xíu à, không có sao. Rồi lấy cây xúc xích nữa là đủ. Để cho nó gáo vào. Rồi. Viên cây xúc xích nữa. Rồi. Rồi. Trả ta. Trả gần thói ngàn luôn ạ. À. Cảm ơn ạ. Của bé này là xúc xích với 2 cây bò chị. Cái cây này 3 sâu. Để lại đi. Rồi thả bò vô. Rồi chị thiếu 1 cây nữa. Cây xúc xích nữa phải không? À. Cái này hai chị em. Không, một cây bò nữa chị. Một cây bò của em nữa. Là 9.000. Nè, để lên đây liền em luôn. Rồi. Ăn hết rồi. Tương ớt luôn ha. Không để gao ha. Rồi của em 9.000. Rồi, để chị hỏi lên ngang nha. Rồi ăn không miệng nha. Dạ. Dạ có bà hai là cây xúc xích không hả bà hai? Một cây bò với một cây chả tôm. Rồi, để chị xem. Dạ khỏi đây gì ha. Dạ 5.000 mà hai. Con hỏi lại 15.000. Dạ rồi, cảm ơn bà hai. Dạ. Cảm ơn. Thôi cầm tiền nó đi đấy. Của em là cái gì? Một cây bò viên với một cây chả tôm. Món này mấy em nhỏ thích. Chị cho cây chả bò cho em vậy. Dạ. Cái gì thôi? Chả bò. Chưa. Không ăn tương ớt chứ không ăn gao. Vậy không hả? Tương ớt không gao luôn hả? Tương xay thôi đúng không? Dạ. Bỏ bò vô đi, bò với chả cá. Dạ. Có em 4.000. Có chả ốc nữa nè, thiếu. Chả ốc cũng ngon lắm nè. 2.000 một xiên que nè. Dạ còn xúc xích thì 5.000 một qua. Không có 1.000 luôn rồi tơi. Thôi cho em luôn 1.000 luôn. Tổng sổng đi 20.000. Dạ. Ăn ngon miệng nha.
Cái này Vinh lấy 10 ngàn là cái gì? Cái gì? Em lộn xộn. Lộn xộn hả? Cái này là 9 ngàn nè, cây này ngàn nữa 10 ngàn thôi. Cái này đem thôi. Cái này thôi hả? Dạ. Khỏi để ra. Dạ. Dạ, 10 ngàn. Cảm ơn. Dạ, ăn ngon miệng lần. Hai cây xúc xích lớn không? Hai cây chá bò. Dạ. Rồi, đợi chi xíu, hai cây chá bò nữa không? Quá trời đắt luôn rồi. Chiên không kịp là thả vô thôi. Dạ, mấy em nhỏ khoái lắm luôn. Chiên que chiên. Tinh ớt thôi đúng không? Có con rau không? Xúc xích này ngon lắm luôn. Rồi, của em 10 ngàn. Rồi, chị gửi. Rồi, cảm ơn em nha. Cây xúc xích chứ ốc con mua gì con mua đi. Dạ. Nó nhọn này nè. Em mua cái gì? Hai cây chá bò. Để em thả vô nhiều nhiều đi chị ơi, thả vô đi. Dạ, thả đi. Ừ, tao bóng hết chưa? Dạ. Này, chắc quá đông luôn. Dạ, thấy trời chứ mua cô chú vô lại ủng hộ quá. Dạ. Hai cây, để vậy con đưa cho này trước nha bác Nam, hai cây chá bò. Ăn luôn được không? Mà chỗ kho bán chị ngồi chiên con có ăn đâu. Dạ. Rồi có em 4 ngàn. Rồi thôi em lại ngàn. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Xúc xích với hai cây chá bò hết không nào. Chiên cây chá bò cho bác Năm nha chị. Rồi. Cho nó khô dầu mới chiên còn dầu. Dạ để hai này luôn hết không nào. Ừ. Dạ. Ôi, chả ốc ngon phì chứ. Dạ, cứ bắt năm là chín luôn á. Bây giờ xe qua đây là dắt luôn. Đông quá. Dạ, mà dạ không có nghe nghe bắt năm. Dạ, con hết bắt năm luôn đi. Con không có nghe. Dạ, rồi bắt năm lấy luôn bắt năm. Dạ, cái nào bà hai? Nói chuyện cái này chả cá hay vậy? Dạ, chả ốc quá bà hai. Dạ. Bán thuốc bán bà hai hai dạ chá rồi, bò đi cho nhà. Dạ hai chá bò hả bà hai. Ủa mấy cô mấy hiếm bên đây cái gì để con lấy cho nãy giờ. Dạ dạ qua đây nè Út Kho lấy cho hiếm. Dạ xúc xích với chả ốc với bà hai đợi con xíu nha bà. Dạ với chi này. Bao nhiêu? Dạ 9 ngàn. Trắng 10 ngàn. Trắng 11 ngàn. Dạ 11 ngàn là thêm còn loại nào ta? Còn cây bò đúng rồi đủ loại. Nó hết luôn. Có ngàn gì không mua gì cũng được. Số gì bán chứ phải số gì. Dạ rồi cái này quên lấy dao cho thím. Thu găm. Lấy ra 11 ngàn. Dạ rồi anh cảm ơn ạ. 21 ngàn đó. Dạ. Quá hết tiền gì đâu luôn. Chị cho cây to cây bò cho bà hai chị. Bà hai cây bò. Này, chín một cây nè, đang cây nữa nè. Rồi, hai cây cho bà hai. Nhảy. Chiên cái nó phì lên, chả nhìn hấp dẫn. Dạ, chả ốc với bò. Ừ. Dạ. Xúc xích. Là 21 ngàn. Dạ. Các bạn nó lắc. Không, khỏi để ra. Khỏi để ra. Nhà hàng chắc không ra. Dạ rồi, con cảm ơn bà hai. Dạ, con hết bà hai lại ngàn. Dạ. Rồi, cảm ơn bà hai. Chả thêm cây chả ốc lắm rồi có chị cái nhỏ lấy luôn đi nhiều đi. Dạ, dạ. Cây này ngàn của Kho xiên. Dạ cây này ngàn nữa xiên còn thường hai hai viên. Cây này 5 ngàn. Dạ mấy này là 10 ngàn. 12 bò 14 16 18 thêm cây bò nữa ha. Thêm bằng bò cây bò nữa cây bò đợi xiên 18 mới để vô. 21 có tầm sau 21 đó. Cái này cho có ngàn nè. Ừ, 20, 19. 19 phải không? Ờ, đúng rồi, 19 với 2 ngàn nữa là 21. Dạ. Hợp lại. Cây bò phải không? Rồi, cây bò xong. Chút đường. Rồi. Thôi dạ. Chừng gớt nha. Đi không? Dạ rồi, nó đầy, đầy hộp luôn. Rồi. Cầm. Để có còn nhau trong tay. Dạ. Ngồi ra chả ốc ngon. Dạ. Nhỏ lớn ăn nhỏ nhỏ.
rau để vô không? Đây thôi thì nó không ăn rau đâu. Dạ. Đây rồi, cảm ơn thím Lượng. Dạng thứ hai sầu. Đây. Đây là hai trái tôm. Thêm xúc xích nữa thôi. Này mình chiên từ từ để cho nó phì, nó vàng lên. Ốc nó ngon. Cái này bò. Bò thêm đi ha chị. Bò thêm luôn đi. Bò nó lâu á. Thím hai đợi chót luôn rồi. Lại đứng nãy giờ đợi chót luôn. Này chiên đợi xíu nó mới chín. Dạ, diện để tương riêng luôn nha. Cái tương riêng đi. Dạ. Nhỏ nó còn học đó. Dạ. Con này học sáng chiều luôn hả thím? Học sáng chiều. Để rau một bên. Chịch thêm đi. Tại con thím có hại cây rồi đó. Chả tôm nó to nữa. Ăn gì không ngang. Cái tôm đó không chị? Tôm hả? Ủa cái bò chứ. Cái bò hả? Cái bò đang nè chín rồi nè. Rồi thêm cây chả. Xiên que đây Út ơi. Rồi. Cái này là hai. Dạ khoan. 2, 4, 6, 8. Lộn rồi. 12 với cái này 10 nữa là 22. Phải không thím? Đây rồi. Con cảm ơn thím. Thả cái gì thêm không chị? Xả xúc xích. Ủa Út. Xúc xích với bò viên đi. Bò viên nó lâu á. Này tôm. Cái bò viên đó đi. Cái đó là cái gì ạ? Dạ chả ốc Út. Chả ốc hả? Dạ. Lấy cây luôn đi. Cũng con có để trong đây sẵn nè. Cốt là tổng cộng mấy cây Út? Ba cây xúc xích với cây. Vậy con để tương riêng đi. Với cây tôm. Dạ. Xúc xích rất là ngon luôn á. Thơm. Thêm Út cũng nhiều lắm. Không bằng hào lắm luôn. Cho thêm luôn. Dạ. Đặc biệt luôn. Là nãy có Út hai xúc xích không? Ba. Dạ ba xúc xích. Vậy hả? Thả xúc xích thêm thôi. Lâu. Xúc xích chiên lâu. Dạ. Dạ. Mới đây gần hết rồi đó chị. Còn mấy cây nữa hết. Bán đắt ghê luôn. Xiên que này mấy em nhỏ thích lắm. Đây chín rồi nè, vàng ngon lắm luôn. Thôi vậy này chia cái hai hộp đi. Đúng rồi. Gác lỡ lên cây rồi. Dạ. Ngon, vàng ngon luôn, vừa ăn luôn. Rồi, ba cây này riêng hộp đi. Đợi để cho cái gì? Dạ, riêng đi Út ơi, hơi gớt nữa. Bà dứt cái gì đi Út? Dứt cây đó. Ba cây đúng không? Ba loại ba cây. Rồi. Thôi lấy 6 cây luôn đi Út. Được không? Được. Lấy cái tôm đi. Dạ, tôm không? Đây rồi. Là nãy 15 rồi phải không? Dạ, ba cái kiểu là. Này ta, này 8 ngàn nữa. 23 ngàn Út ơi. 23 ngàn thôi. Dạ. Tôm. Dạ rồi. 23 ngàn, con hối Út là 2 ngàn. Rồi. Cảm ơn Út luôn. Rồi. Khách mối đó. Khách mối là khách hàng thân thiết. Dạ. Lấy Út 3 cây đó đi. Ba cây này hốc. Để em lấy cây nóng chút. Giờ này trời cũng chuyển mưa. Dạ, luôn. Dạ ba cây này 6 ngàn ạ. Ăn xúc xích nè em. Hai cái này luôn hốc. Dạ tôi nói chưa. Dạ rau múc. Dạ rồi cốt 6 ngàn.
Dạ con hối lên 14 ngàn. Dạ cảm ơn Út luôn. Nãy giờ chiên hết luôn. Dạ. Ăn gì bắt chín rồi. Cá chín này, cá xúc xích như chả cá. Dạ. Chả, 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 quên, chả ốc, cái này là chả ốc, chả tơ, tôm, chả bò. Lấy thứ sâu đi. Dạ, vậy là hai xúc xích thôi mới chín. Rồi mỗi thứ sâu. Dạ là 16 ngàn. Thôi để con để tương riêng cho chín. Để chẳng 20 ngàn đi. Dạ, vậy để con lấy thịt. Nãy 16 ngàn thôi cô chú. Còn 2 cây nữa. Nãy đầy gì? Khi cũng đầy hộp luôn, để riêng luôn. Để chung vô chú hộp kia luôn. Chung hộp ơi. Dạ, xin que chú ơi. Dạ. Vậy lấy thêm cây cây gì nữa không? Để này cho bác chín. Rồi, cái bò với chả ốc này ha bác chín. Dạ. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ. Lấy ăn hả? Dạ rồi, có bác chín 20. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Chúc bác chín ngon miệng luôn. Cái đó còn 3 cây 15 ngàn. 3 cây này 15 ngàn. Cái này 6 ngàn nữa là 21 ngàn. Bán chú 20 ngàn. Rồi. Luôn hết luôn. Hết luôn chú ơi. Chú dạ, cuối cùng luôn á. Dạ. Thấy không? Nhờ kêu mua hết này đi không chịu đâu. Đó là ăn đủ hết nổi. Dạ đó là bao hết nguyên cái sạp luôn luôn. Hai chị em buổi trưa đem ra ngoài đường lộ bán. Bà con mua hết luôn à. Xiên que này dễ ăn lắm. Rồi, hết luôn, tắt bếp luôn. Cái bữa nào có tiệc uống bia bán này là ok luôn. Dạ. Cái này là mò nhậu cũng ngon nữa. Nấu dạ. Uống bia là ngon là. Chị lấy cái bịch ra giùm em ha. Này. Bữa nay vô cà đâu chứ bố. Dạ. Thì ra cái này bọc nhỏ. Một chắc hai bọc quá, một bọc không hết. Quá trời hộp luôn. Đây nè. Nhà hên chú ủng hộ hết luôn, mưa cũng tới luôn rồi chú ơi. Mưa gió tới dạ. Rồi. Rồi cảm ơn chú. Nè 20 ngàn lận hối tí chú lại 10 ngàn. Dạ gà cũng dễ ạ. À cảm ơn chú luôn, chú con miệng. Rồi hết luôn rồi. Quá trời tiền luôn rồi. Nãy tiền thói 32 ngàn. Ôi trời ông chỉ mua tới luôn rồi. Nhà hên là bán cũng vừa hết luôn. Cầm 32 ngàn. Quá trời tiền luôn rồi nè. Đếm coi bao nhiêu. Bữa trưa hôm nay thì hai chị em đem xiên que ra bán thì mấy em nhỏ với cô chú đủ ủng hộ hết luôn. Bán quá trời đất à. Cái món này mấy em dễ ăn. Nhưng ngoài không hết luôn. Nhiều tiền lắm. Thích nhất là lúc đếm tiền nè. Và hôm nay hai chị em bán được nhiều. 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. 82, 84, 86, 88, 89, 189 ngàn. 189 ngàn, đây. Đây. Hôm nay thì hai chị em bán xiên que được 189 ngàn. Thì video của hai chị em đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn bà, cô chú và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cả nhà.